Những cô gái trong thành phố, preview tập 32. Xuân đối mặt với Mai. Kết thúc tập 31, trong lúc đang ăn uống vui vẻ ở phòng trọ Mai, Tùng lại nhận được cuộc điện thoại thông báo Xuân đang say xỉn. Anh vội bỏ dở bữa ăn để chạy đến quán rượu đưa Xuân về. Trời trêu thay, Tùng vội chạy đi nên đã bỏ quên túi ở nhà Mai. Cô gọi điện nhắc anh quên túi lại. Đúng lúc điện thoại Tùng đang ở cạnh Xuân nên chị đã nghe máy. Vừa nghe tiếng chị Xuân ở đầu dây bên kia, Mai đã giật mình, bỏ vội điện thoại xuống mà không nói được thêm lời nào. Tập 32, cuộc gặp giữa Xuân và Mai đã diễn ra. Với kinh nghiệm của người phụ nữ từng trải, Xuân đến gặp Mai với tư cách là người yêu của Tùng. Mai ngồi nghe mà trong lòng quặn thắt khi nghĩ về ý định quay lại với Tùng khi vừa mới nhen nhóm, và càng đau hơn khi Xuân đưa ra một khoản tiền để Mai dưỡng thai, sinh nở và nói: "Tùng là người đàn ông tốt, việc em mang thai khiến Tùng day dứt. Với tư cách là bạn gái của Tùng, chị thấy mình có trách nhiệm với em." Trở về, Mai đã hẹn gặp Tùng, trút hết nỗi uất ức lên đầu anh. "Cái thai này là của riêng tôi nghèo nhưng tôi lòng tự trọng. Tôi bao giờ dùng cái thai để vòi tiền anh chưa? Nếu tôi biết số tiền này anh đưa là của chị ta thì không đời nào tôi nhận. Anh không cần phải giả dối nhờ chị ta đến tìm tôi như thế nữa đâu." Tùng nghe mà không biết mở lời như thế nào. Ở một diễn biến khác, tình cảm giữa Lan, Kim Oanh và Soái Ca Lâm đồ tể, nghệ sĩ ưu tú Công Lý đóng vai, cũng có nhiều nét khởi sắc. Lan đã chủ động làm đồ ăn cho chú Lâm và mời chú ăn hết sức nhiệt tình. Tuy nhiên, đồ ăn có vẻ không được như mong đợi của khổ chủ. Lâm đồ tể tỏ ra cảm động khi lâu lắm rồi mới có người nấu cơm cho mình ăn. Nghe thấy vậy, Lan đã không ngần ngại nói: "Tôi sẽ thường xuyên nấu ăn cho chú." Không biết gắp miếng cá chép om dưa đậm đà của Lan, Lâm đồ tể có muốn nhận lời không nhỉ? Được dự đoán, càng về sau, những tình tiết của những cô gái trong thành phố lại càng trở nên khắc nghiệt hơn dành cho cả bốn nhân vật chính. Có thể khán giả sẽ phản ứng và lại cho rằng phim quá nhạy cảm. Thế nhưng, giống như Quỳnh Búp Bê, những cô gái trong thành phố lột tả những góc nhìn gần gũi nhất cuộc sống, những con người gái nông thôn lên thành phố một mình đối mặt với vô vàn những cạm bẫy lẫn cám dỗ. Những cô gái trong thành phố sẽ tiếp tục lên sóng phục vụ khán giả vào lúc 21:30 các ngày thứ tư, thứ năm hàng tuần. Các bạn nhớ đón xem nhé.